Sau đây là danh sách các em học sinh lớp 12. Sao? Danh sách các em học sinh lớp 2C: Quỳnh Minh Thận lớp 2C, Lê Văn Linh lớp 2C, Quỳnh Thị Văn Châu lớp 2C, Phạm Thanh Dũng lớp 2C, Trần Hoàng Văn lớp 2C, Đặng Lê Tường Vi lớp 2C, Nguyễn Thị Linh Đan lớp 2C, Nguyễn Văn Khánh lớp 2C, Nguyễn Thị Như Quỳnh lớp 2C. Sau đây là danh sách các em học sinh lớp 2B: Lâm Phú Quý lớp 2B, Mai Ngọc Thái lớp 2B, Nguyễn Đặng Kim Ngọc lớp 2B, Quỳnh Tấn Kiệt lớp 2B, Trần Thị Kim Ngân lớp 2B, Phạm Văn Kha lớp 2B, Nguyễn Thị Ngọc Cầm lớp 2B, Nguyễn Thị Vương Trinh lớp 2B, Võ Thị Quỳnh Như lớp 2B, Võ Quốc Anh lớp 2B, Nguyễn Văn Hoài lớp 2B, Nguyễn Hoàng Khang lớp 2B, Nguyễn Đức Thắng lớp 2B. Mời các em lớp 2B chúng ta tranh thủ lên. Sau đây xin trân trọng chúng mời đồng chí Võ Văn Phương, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng đồng chí Nguyễn Hồng Mạnh, giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng khối 2 và cùng với các ông. Còn rất nhiều các bạn đông chào. Nguyễn Thị Cẩm Thu B lớp 3A, Đỗ Thị Thúy Hằng lớp 3A, Phan Thị Trinh Trinh lớp 3A, Hồ Phước Vinh lớp 3A, Quỳnh Phước Thiện lớp 3A, các em học sinh lớp 3B, Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc 3B, Nguyễn Thị Ngân lớp 3B, Nguyễn Thái Thị Ngọc Hân lớp 3B, Quỳnh Thị Kim Hương lớp 3B, Nguyễn Tuấn Anh lớp 3B, Trần Phú Hào lớp 3B, Phan Quỳnh Như lớp 3B, Nguyễn Thị Thắm lớp 3B, Nguyễn Thị Mỹ Hương lớp 3B, Trần Quỳnh Trâm lớp 3B, Quỳnh Thú Tiến lớp 3B, Hồ Thị Kiều Quanh lớp 3B, Lê Thị Mỹ Huyền lớp 3B. Sau đây là danh sách các em học sinh lớp 3C: Quỳnh Phát Đạt lớp 3C, Hồ Minh Đức lớp 3C, Quỳnh Thị Cẩm Hương lớp 3C, Nguyễn Thị Tuyết Nhi lớp 3C, Nguyễn Thu Quanh lớp 3C, Nguyễn Hoàng Minh Phi lớp 3C, Mai Thị Ngọc Thơ lớp 3C, Quỳnh Thị Cẩm Tiên lớp 3C, Thái Thị Thanh Tiền lớp 3C, Nguyễn Hồ Thanh Vi lớp 3C, Nguyễn Thị Tường Vi lớp 3C. Sau đây là danh sách các em học sinh lớp 3D: Nguyễn Thị Thanh Phúc lớp 3D, Hồ Thị Bảo Di lớp 3D, Phan Nguyễn Hoa Đăng lớp 3D, Nguyễn Thị Như Ý lớp 3D, Trần Thị Ngân Huệ lớp 3D. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Phước Khoa, hiệu trưởng nhà trường, thầy Cao Phước Đông,
Chủ tịch hội khuyến học xã cùng ông Nguyễn Lập Tiến. Có dặn nó đi chèo quá vậy? Dặn nó 3:30. Cái bằng lưỡng rung xương hoàng nữa. Tao ngồi ngay ngắn tao hoàng coi. Khối 4 lớp. Tiếp theo là danh sách các em học sinh lớp 4B: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên lớp 4B, Hồ Thị Mỹ Hương lớp 4B, Mai Thị Kim Ngân lớp 4B, Nguyễn Thị Yến Nhi lớp 4B, Nguyễn Thị Thùy Dương lớp 4B, Nguyễn Thị Xuân Yến lớp 4B, Đỗ Tấn Kiệt lớp 4B. Tiếp theo là bằng khen thưởng của các em học sinh lớp 4C: Nguyễn Quỳnh Lê Mai lớp 4C, Hồ Thị Thanh Thảo lớp 4C, Nguyễn Thị Như Ý lớp 4C, Nguyễn Thị Mỹ Lụa lớp 4C, Nguyễn Thị Trúc Vy lớp 4C. Tiếp theo là các em học sinh lớp 4D: Nguyễn Thúy Loan lớp 4D, Nguyễn Thị Tuyết Nhi lớp 4D, Phạm Văn Phát lớp 4D, Võ Thị Hoài Phúc lớp 4D. Sau đây tôi xin nhân trọng kính mời ông Võ Tấn Dũng, cán bộ đại diện thanh quyền cùng với ông Phạm Công Minh chúng ta đại diện cho mẹ chúng tôi. Tiếp theo là bằng phát thưởng cho các em học sinh khối 5: Quỳnh Thị Ngọc Hà, Quỳnh Thị Bảo Ngọc, Lê Thị Mỹ Phụng. Tiếp theo là các em học sinh lớp 5B: Quỳnh Phát, Thái Thị Thủy Tương, Phạm Thị Tuyết Duy, Nguyễn Thị Bé Thảo, Nguyễn Kim Phụng, Trần Thị Diễm Hương. Tiếp theo là các em học sinh lớp 5C: Lê Thị Hồng Nhân, Lê Thị Mỹ Tương, Nguyễn Võ Cao Nguyên, Trần Phước Thành, Quỳnh Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Minh Tấn, Lê Thị Kim Hương, Lê Thị Bích Trâm, Nguyễn Phú Hoài. Tiếp theo là các em học sinh lớp 5D: Nguyễn Thị Mỹ Dâm lớp 5D, Phạm Nguyễn Anh Huy lớp 5D, Nguyễn Thu Thảo lớp 5D, Nguyễn Thị Cẩm Tiên lớp 5D, Nguyễn Thị Trúc Linh lớp 5D, Hồ Hữu Nghĩa lớp 5D, Lâm Nhật Huy lớp 5D. Sau đây xin mời thầy Nguyễn Hữu Tâm, tổ trưởng khối 5, cùng với thầy Nguyễn Văn Phong, bí thư chi đoàn trường, đang phát thưởng cho các em học sinh khối 5 trên màn hình các bạn. Thank you.
lớp 30 Nguyễn Thị Tuyết Vương lớp 3 C, Hoàng Thị Mỹ Hiền lớp 3 D, Hoàng Thị Mỹ Hiền lớp 3 D, Nguyễn Thị Cẩm Phương lớp 4 A, Hồ Thị Mỹ Dương lớp 4 B, Nguyễn Quỳnh Lê Mai lớp 4 C, Nguyễn Thông Vận lớp 4 D, Quỳnh Thị Mỹ Dương lớp 5 A, Thái Thị Thủy Tương lớp 5 B, Lê Thị Ngọc. Văn hóa dân gian Việt Nam có truyền thống hình thành và phát triển từ rất lâu đời, bắt nguồn từ xã hội nguyên thủy đến thời kỳ phong kiến tự chủ, cùng với sự ra đời và phát triển của văn hóa bác học chuyên nghiệp công đình thì văn hóa dân gian vẫn tồn tại và giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của văn hóa cũng như xã hội Việt Nam, nhất là với quần chúng lao động. Ngày hội văn hóa dân gian chính là một hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian của dân tộc. Hòa chung khí thế thi đua cả nước lập thành tích chào mừng 36 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ban giám hiệu kết hợp cùng ban hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường tiểu học Sơn Nhân Mỹ tổ chức ngày hội văn hóa dân gian tại trường tiểu học Sơn Nhân Mỹ. Đây là một hoạt động ý nghĩa giáo dục sâu sắc những truyền thống văn hóa dân tộc như các trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc và là sân chơi bổ ích cho các em học sinh thiếu nhi. Thiếu niên nhi đồng. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc ngày hội văn hóa dân gian trường tiểu học Sơn Nhân Mỹ. Chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, chúc các em học sinh có một ngày hội vui tươi ấm áp, tình nghĩa thầy trò, bạn bè trong ngày hội đầy ý nghĩa này. Xin chân thành cảm ơn. Cùng những mắt về sân khấu xem tiếp tục múa Cô Giáo Em Là Quả Ivan do tập thể học sinh lớp 3B, lớp 3B trên bàn đề nghị cho chàng khẩu tay.
đề nghị cho chúng ta cử người. Kính thưa quý vị đại biểu, áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được cấp điệu qua từng thời đại, nhưng vẫn được vẫn đang có làm cho bao giá trị thay đổi đi. Nhưng đó đây trong con đường thời gian đằng đẵng, mẹ ta, chị ta, em ta. I'm gonna go get some more.
Người mẫu mà.